What's up, man? Chào các bạn, sáng giờ là đi xây cầu với Hậu Chánh Kiến với thầy Thích Minh Trí của chùa Long Bủ á. Thì coi mấy cái dự án công trình để biết cần bao nhiêu vật tư là đủ. Đây, kỹ sư xây dựng quay vô này. Nhà anh Vĩ là phải đi khảo sát tình hình mấy dự án mà chùa đang làm cho đủ vật liệu, không có bị dư, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Sáng là không, nhờ không có anh Vĩ đi là bị lỗ dư mấy trăm miếng bê tông ha. Mấy trăm miếng bê tông gì đó. Đó, nói chung là mình không có biết nên mình không có rành, có ảnh đi thì ảnh mới biết xài bao nhiêu là đủ, chứ để dư thừa là có tội với cái sự đóng góp của bà con. Rồi, phỏng vấn anh luôn đi. Nếu nói gì đâu. Có gì nói đâu, thôi. Vậy anh đó, thấy nón đẹp không? Nói vậy đó. Hỏi luôn đi, hỏi luôn đi. Thấy chiếc nón này đẹp không anh? Quá đẹp luôn. Tặng cho anh để anh đội nón đi làm công quả đó. Cảm ơn Tiêu Hinh. Nón này bên Hàn Quốc thiết kế nha mấy bạn đó. Các bạn thấy gì chưa? Có logo luôn à, thấy không? À, có thương hiệu độc quyền luôn à, thấy chưa? Chúng em còn amateur lắm.